cho nó ok chưa Trinh? Sao nó vẫn không có bằng được không? Zoom nó không có ao nét hết. Alo alo, mọi người vô xem livestream đi mọi người. Chưa, để một lát làm thủ tục đi. Alo alo, mọi người thấy góc góc này ok chưa mọi người, cho em biết chứ để em chỉnh góc lại. Mọi người thấy em like góc này ok không mọi người? Té vòi giờ giờ nước đâu? Em không có nước, không có nước, lát là đang la tét sợ. Mọi người thấy góc này ok chưa? Đưa chai nước thì mẹ uống miếng ở đâu? Hello. Mọi người thấy góc like này ok chưa? Để em chỉnh góc lại cho mọi người dễ sẽ theo dõi trận đấu. Comment cho em biết đi nè. Chị My ơi, em xuống em coi chị Yến thi đấu mà em thấy bộ đồ của chị Yến càng ngày càng lỏng rồi chị My ơi. Chị My coi chung hai con gà lẹ đi nha. Rồi ok chị Phương Anh nha, em giữ góc like này nha cho mọi người dễ theo dõi trận đấu. Thank you.
Xin giới thiệu với các bạn trận thi đấu bán kết 1 trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền hơi nam nữ. Ôi bóng chuyền hơi nữ tỉnh Bến Tre năm 2024 diễn ra giữa hai đội, trong trang phục trắng cam là đội thành phố Bến Tre 1, trong trang phục đỏ xanh dương là đội Sở Giáo dục. Hai đội thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2. Bắt đầu những thủ tục đầu tiên để bước vào trận bán kết đầy hấp dẫn nha mọi người. Mọi người xem livestream nhớ chia sẻ livestream này rộng rãi đến hội đồng bóng, những người đam mê bóng chuyền nha. Tại vì trận đấu này hứa hẹn là một trận đấu hấp dẫn. Ai giành được chiến thắng ở trận đấu này sẽ bước vào đấu trận chung kết giành cúp. Bến Tre cố lên. Thành phố Bến Tre giành quyền phát bóng đầu tiên ở set đấu thứ nhất này. Trận đấu bắt đầu. Ôi zoom sao vậy, cú zoom sao kéo lại tay. Rồi ok. Rồi. Trên sân vẫn đang diễn ra điểm đầu tiên của trận đấu. Chắn bóng thành công. Vẫn còn, bóng vẫn còn trong sân. Sở Giáo dục vừa ghi được điểm số đầu tiên ở set đấu thứ nhất này. Bóng vẫn còn trong sân. Một pha bọc lót không tốt. Điểm thuộc về thành phố Bến Tre 1-1. Một pha dạt tay trắng. Điểm thuộc về Sở Giáo dục 2-1. Đỡ bước 1 thành công. Một tình huống bóng lập bọc, Sở Giáo dục tiếp tục ghi điểm. Tỷ số hiện tại bây giờ là 3-1. Quyền phát bóng thuộc về Sở Giáo dục. Một tình huống chắn bóng tốt. Sở Giáo dục tiếp tục ghi điểm. 4-1. Hàng chắn của Sở Giáo dục đang hoạt động cực kỳ hiệu quả. Vừa cắt được chuỗi lên điểm của Sở Giáo dục. Điểm thuộc về thành phố Bến Tre 2-4.
động viên của thành phố Bến Tre vừa có một pha giật mình. Điểm thuộc về Sở Giáo dục 5-3. Bóng vẫn còn chơi trong sân, dứt điểm. Thành phố Bến Tre bắt đầu dứt điểm. Một tình huống dứt điểm ghi điểm trực tiếp. Điểm thuộc về thành phố Bến Tre 4-5. Mọi người chia sẻ livestream này tới những người yêu môn bóng chuyền hơi này nha mọi người. Trận này rất là hay luôn. Rồi chắn bóng thành công. Thành phố Bến Tre đã cân bằng được điểm số 5 đều là tỷ số hiện tại. Dứt điểm. Phòng thủ không thành công. Sở Giáo dục vừa mới cắt được chỗ lên điểm của thành phố Bến Tre. 6-5 là tỷ số hiện tại. Vừa dứt điểm ghi điểm trực tiếp, tỷ số 6 đều. Sở Giáo dục vừa có một pha bắt bước 1-0 thành công. Quyền phát bóng đang thuộc về thành phố Bến Tre. Nhiệt tình cho nên em không có chen vào được gì hết mọi người. Mọi người chia sẻ livestream này tới những người đam mê môn bóng chuyền này nha. Trận đấu này rất là hay. Trên sân đang rất là nóng luôn. Quyền phát bóng đang thuộc về thành phố Bến Tre. Tỷ số 6-6. Phòng giáo dục đang bắt đầu triển khai bóng. Dứt điểm. Tỷ số là 9-6. Wow. Thành phố Bến Tre vừa có một tình huống phòng thủ cực kỳ tốt. Không thành công. Tỷ số đang nghiêng về thành phố Bến Tre 10-6. Tạm dương lên dẫn trước với tỷ số 11-6. Chắn bóng thành công. Vẫn còn bóng vẫn còn trong sân. Thành phố Bến Tre bắt đầu chuyển khai bóng. Bỏ nhỏ. Vẫn còn. Bóng thành công. Một pha dứt điểm này bất ngờ nhưng không thành công. Bóng lên. 12-6 là tỷ số hiện tại. Có một tình huống chắn bóng cực kỳ hiệu quả, ghi điểm trực tiếp 13-6. Thành phố Bến Tre tiếp tục ghi điểm 14-6.
đang làm việc cực kỳ hiệu quả. Hàng trắng của thành phố Bến Tre đang có được sự thăng hoa sau những pha trắng bóng thành công ghi điểm trực tiếp. Có một chút xíu áp lực ở sở giáo dục. Mọi người xem livestream nhớ chia sẻ livestream nha mọi người. Chia sẻ livestream để những người mà yêu thích môn bóng chuyền hơi này cùng theo dõi trận đấu rất hấp dẫn. Đây là trận bán kết 1. Thành phố Bến Tre tiếp tục lên. Những pha phát bóng an toàn vẫn còn. Thành phố Bến Tre bắt đầu triển khai bóng. Sở giáo dục dứt điểm không thành công. Chúng ta thấy được sự thăng hoa ở hàng trắng thành phố Bến Tre. Bóng vẫn còn đây trong sân. Vẫn còn. Sở giáo dục dứt điểm. Vẫn còn đang. Cú bóng không thành công. Tỷ số hiện tại là 16-6, khoảng cách là 10 điểm. Các cổ động viên đang cực kỳ phấn khích. Tình huống phòng thủ tốt và sở dứt điểm bỏ lỗ không thành công. Bóng vẫn còn đang trong sân. Sở giáo dục dứt điểm, bóng dạt tay trắng ra ngoài. Sở giáo dục vừa cắt được chuỗi lên điểm của thành phố Bến Tre. Quyền phát bóng thuộc về sở giáo dục. 7-16. Và phát bóng cực kỳ sấy nhưng bóng vẫn còn đang trong tầm kiểm soát và bỏ nhỏ không thành công. Bóng vẫn còn đây trong sân. Triển khai bóng thuộc về thành phố Bến Tre và dứt điểm. Dứt điểm không qua khỏi hàng trắng của sở giáo dục. Sở giáo dục tiếp tục ghi được điểm số 8-16. Tỷ số 17-8 thuộc về thành phố Bến Tre. Bến Tre đang chiếm ưu thế ở set đấu này. Wow, phát bóng cực kỳ khó chịu. Dứt điểm. Vẫn còn bóng vẫn còn đang trong sân. Và dứt điểm. Số 11 của thành phố Bến Tre vừa có một pha dứt điểm ghi điểm trực tiếp. 18-8. Sở giáo dục dứt điểm không qua lưới. Tỷ số 19-8. Chúng ta đã thấy được sự thăng hoa thành phố Bến Tre đang rất là cao và sở giáo dục đang có những sự lo lắng, đang có những áp lực. Liệu sở giáo dục có vượt qua và có vượt qua được khó khăn này và cho chúng ta trình diễn chúng ta những pha bóng cực kỳ hấp dẫn hay không? Lót bóng không thành công. Sở giáo dục tiếp tục ghi điểm. Tỷ số 10-19. Dứt điểm. Vẫn còn. Bóng vẫn đang trong tập kiểm soát. Đình triển khai bóng thuộc về thành phố Bến Tre. Dứt điểm. Bóng vẫn trong sân. Sở giáo dục tiếp tục ghi điểm số. Tỷ số 11-19.
Sở Giáo dục đang bắt đầu rút ngắn khoảng cách lại. Ôi! Vẫn còn một lốt tốt, vẫn còn bóng vẫn còn đang trong sân. Và quyền triển khai bóng thuộc về Sở Giáo dục. Dứt điểm, vẫn còn những pha phản xạ thần sầu. Dứt điểm, không qua được cầu trắng ở thành phố Bến Tre. 20-11 và đây là set boy ở gian đấu thứ nhất. Và bắt bút một không thành công, thành phố Bến Tre tạm dương lên dẫn trước ở set đấu thứ nhất với tỷ số là 21-11. Ở set đấu đầu tiên này thì hàng trắng của thành phố Bến Tre đang rất là hiệu quả, rất là thăng hoa. Bật trắng tốt và bọc gót cũng rất tốt. Mọi người xem livestream nhớ chia sẻ cho những người đam mê bóng chuyền hơi cùng theo dõi trận đấu nha. Hai đội đang đổi sang để thi đấu set đấu thứ hai. Đừng mất gốc bây giờ. Chúng ta cùng theo dõi xem ở set đấu thứ hai này có liệu có những cú lội ngược dòng ngoạn mục nào xảy ra hay không. Sở Giáo dục thi đấu trong trang phục áo đỏ và thành phố Bến Tre thi đấu trong trang phục áo trắng. Em giác máy, em nhào vô cái khu cổ động viên của thành phố Bến Tre rồi mọi người. Em chen lấn dữ lắm mới có chỗ ngồi live stream cho mọi người xem đó. Bây giờ mọi người nhớ chia sẻ live stream nha. Mọi người đang theo dõi là trận bán kết giữa thành phố Bến Tre và Sở Giáo dục ở khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền hơi nữ tỉnh Bến Tre. Và ở set đấu thứ nhất thì thành phố Bến Tre vừa tạm vươn lên dẫn trước. Và chúng ta bắt đầu bước vào set đấu thứ hai. Ở sân 2 em chưa kịp theo dõi nữa, cũng xong xét rồi chị ơi. Cũng vừa xong xét luôn rồi, trọng tài lật điểm rồi. Ở bên sân bên đó ngân hàng thắng hay là đội. Ngân hàng hả? Hết xe đấu thứ nhất là sân bên kia thì BIDV đang dương lên dẫn trước luôn đó chị. Rồi chúng ta quay đợi với trận đấu nha. Triển khai bóng đang thuộc về Sở Giáo dục và chắn bóng thành công. Thành phố Bến Tre tiếp tục có những pha chắn bóng thành công. Điểm số thuộc về
thành phố Bến Tre 1-0. Hàng trắng của thành phố Bến Tre đang làm việc cực kỳ thăng hoa, cực kỳ hiệu quả luôn. Và trắng bóng tiếp tục thành công. Không thuộc về thành phố Bến Tre. Một pha bóng phát, một pha phát bóng tấn công không thành công của thành phố Bến Tre. Điểm thuộc về Sở Giáo dục. 1-2. Dứt điểm. Một pha dứt điểm. Trái phá. Điểm thuộc về thành phố Bến Tre 3-1. Trong một thành phố Bến Tre vươn lên dẫn trước này nha anh. Mình đang theo dõi là set đấu thứ hai. Lót lỗ không thành công. Điểm thuộc về thành phố Bến Tre 4-1. Tiếp tục có những trao đổi giữa trọng tài và vận động viên. Đừng có quá khứ, để cổ động viên được rồi. Động viên này đủ hết rồi đó. Phố Bến Tre phạt bóng và Sở Giáo dục triển khai bóng. Dứt điểm, phòng thủ tốt. Vẫn còn bóng còn đang trong sân. Bọc lót tốt từ Sở Giáo dục. Dứt điểm, còn Sở Giáo dục bắt đầu triển khai bóng. Dứt điểm. Dứt điểm không qua lưới. Thành phố Bến Tre tiếp tục lên điểm. Tỷ số 5-1. Nhận thấy còn đang có sự áp lực ở Sở Giáo dục. Và liệu xem có những cú đập trái phá nào xảy ra. Dứt điểm. Tiếp tục là một pha bóng phòng thủ không thành công. Thành phố Bến Tre tiếp tục lên điểm. Tỷ số 6-1. Em cũng cố lên. Em chỉ kêu em đúng không? Bác chắn. Vẫn còn, bóng vẫn còn đang trong sân. Và dứt điểm. Một chút lỗi kỹ thuật và Sở Giáo dục cắt được chuỗi lên điểm của thành phố Bến Tre. 2-6 là tỷ số hiện tại. Dứt điểm ra ngoài. Sở Giáo dục tiếp tục có điểm số tiếp theo. 3-6. Bóng vẫn còn đang trong sân. Thành phố Bến Tre tiếp tục dứt điểm. Bọc lót không thành công. Sở Giáo dục tiếp tục chửi lên điểm của mình. 4-6. Sở Giáo dục đang lấy lại được sự hưng phấn của trận đấu. Đang lấy lại được cảm giác. Sở Giáo dục bắt đầu triển khai bóng và dứt điểm. Vẫn còn, bóng vẫn còn đang trong sân. Một pha dạt tay trắng ra ngoài. Sở Giáo dục tiếp tục chửi lên điểm của mình. 5-6. Đã có sự hội ý giữa các đội. 5-6 bọn. Đây có những sự chệch chọt ở hàng trắng thành phố Bến Tre. Sở Giáo dục thi đấu trong trang phục áo đỏ nha mọi người, còn thành phố Bến Tre trong trang phục áo trắng.
quyền phát bóng đang thuộc về Sở Giáo dục. Vẫn còn Sở Giáo dục bắt đầu triển khai bóng và bỏ lỗ. Thành phố Bến Tre dứt điểm ra ngoài, bóng chạm tay chân ra ngoài. Thành phố Bến Tre vừa cắt được chỗ lên điểm của đối thủ 7-5. Dứt điểm vẫn còn, phòng thủ cực kỳ tốt, một pha phản xạ cực kỳ tuyệt vời của số 8. Bóng vẫn còn đang trong sân. Một pha truyền sau đầu không thành công. Điểm số thuộc về thành phố Bến Tre 8-5. Thành phố Bến Tre đã bắt đầu chuyển khai bóng và dứt điểm không thành công. Dứt điểm ra ngoài. Sở Giáo dục đã ghi được điểm 6-8. Vẫn còn, bóng vẫn còn đang trong sân. Một tình huống lập bập nhưng bóng vẫn còn đang trong sân. Dứt điểm, bóng chạm tay chân ra ngoài. Điểm số thuộc về thành phố Bến Tre 9-6. Vẫn còn, bóng vẫn còn đang trong sân. Dứt điểm, cú bóng thành công. Thành phố Bến Tre đã bắt đầu triển khai bóng và dứt điểm. Bóng chạm tay chân ra ngoài. Điểm thuộc về thành phố Bến Tre 16. Tiếp tục là quyền hội ý. Thành phố Bến Tre, hàng trắng của thành phố Bến Tre đã bắt đầu cảm giác lại được bóng và có những tình huống chắn bóng cực kỳ chính xác. Khoảng cách bây giờ chỉ là 4 điểm. Lợi thế đang nghiêng về thành phố Bến Tre. Chúng ta tiếp tục trận đấu. Chúng ta tiếp tục theo dõi những cú đạp trái phá và những tình huống bật trắng tuyệt vời của các cô gái trên sân nha. Quyền phát bóng đang thuộc về thành phố Bến Tre. Một pha phát bóng với quỹ đạo cực kỳ khó chịu ạ. Bóng còn đang trong sân. Một tình huống bọc lót bất ngờ, vẫn còn trong sân. Sau những pha phản xạ xuất sắc của các vận động viên thì điểm thuộc về thành phố Bến Tre. Thành phố Bến Tre đã bắt đầu triển khai bóng và dứt điểm không thành công, bóng còn đang trong sân. Tình huống bỏ lỗ, bọc lót tốt từ Sở Giáo dục và dứt điểm. Không cứu được bóng. Bóng dạt ra sao và các cô gái đã cố gắng lắm nhưng không cứu được bóng. Tỷ số 7-11. Sở Giáo dục đã giành được quyền phát bóng. Trên sân đang có những tình huống phản xạ cực kỳ tuyệt vời luôn mọi người. Chuyền hay. Rất dẻo. Điểm không thành công. Vừa rồi là một tình huống chắn bóng cực kỳ hiệu quả của Sở Giáo dục. Tỷ số 8-11. Để xem làm gì đây. Dứt điểm. Một tình huống dứt điểm xuyên trắng của Phi Yến. Thành phố Bến Tre vừa ghi được điểm 12-8. Có lên mọi người ơi. Wow. Một pha phát bóng với quỹ đạo khó chịu ghi điểm trực tiếp. Điểm thuộc về thành phố Bến Tre 13-8.
đang có được những sự thăng hoa ở các cô gái thành phố Bến Tre. Sở Giáo dục bắt đầu chiến đấu và bỏ về không thành công. Vừa rồi là một tình huống chắn bóng ghi điểm trực tiếp của Sở Giáo dục. Tỷ số 9-13. Điểm. Một pha lỏng tay nhưng bóng vẫn có đang trong tầm kiểm soát và bỏ lỗ không thành công. Sở Giáo dục xem nào. Dứt điểm. Dứt điểm cực kỳ tinh tế. Sở Giáo dục đã rút ngắn khoảng cách. Tỷ số 10-13. Và bây giờ là thời gian hỏi ý giữa hai đội. Ai giành chiến thắng ở trận đấu này thì sẽ bước vào vòng chung kết. Cho nên các vận động viên của chúng ta đều thể hiện một tinh thần quyết tâm rất là cao, ai cũng muốn giành chiến thắng hết. Sở Giáo dục phát bóng. Dứt điểm. Bóng dạt tay trắng nhưng vẫn còn đang trong tầm kiểm soát và Sở bắt đầu triển khai bóng. Thành phố Bến Tre làm gì? Dứt điểm. Bóng dạt tay trắng ra ngoài. Tỷ số 14-10. Pha phát bóng cực kỳ xoáy với quỹ đạo khó chịu. Triển khai bóng đang thuộc về thành phố Bến Tre và Sở Giáo làm gì? Chắn bóng không thành công. Sở Giáo dục vừa ghi được điểm thêm một tình huống nhập bóng. Tỷ số 11-14. Sở Giáo dục bắt đầu triển khai bóng và chuyền hay để xem làm gì đây. Dứt điểm vẫn còn phản công vẫn chưa được, có những tình huống bóng lập bập giữa hai đội. Dứt điểm, phòng thủ cực kỳ tốt, vẫn còn bóng còn đang trong sân, có những tình huống phản xạ cực kỳ tốt giữa các vận động viên. Và dứt điểm vẫn còn, phòng thủ tốt, chuyền hay cực kỳ dẻo. Chúng bóng đã chạm tay trắng nhưng mà vẫn còn đang kiểm soát được bóng. Và thành phố Bến Tre vừa có một tình huống ngại người cứu bóng và vẫn còn. Dứt điểm, bóng vẫn còn đang trong sân. Có một tình huống giật mình ở Sở Giáo dục. Tỷ số 15-11. Thành phố Bến Tre đang giữ quyền phát bóng. Sở Giáo dục dứt điểm, bóng còn đang trong sân, vẫn bỏ lỗ không thành công. Và dứt điểm vẫn còn, một tình huống lao người cứu bóng đấy, bỏ lỗ không thành công. Và phản công đến từ phản công vẫn còn, để xem làm gì đây. Dứt điểm, bọc lót tốt, tiếp tục dứt điểm. Thành phố Bến Tre dứt điểm. Sau những tình huống cứu bóng thì thành phố Bến Tre tạm thất thế ở điểm số vừa rồi. Tỷ số 12-15, khoảng cách chỉ là 3 điểm. Vẫn còn, bóng dạt tay trắng nhưng vẫn còn trong sân. Và phản công. Phản công.
kỳ tinh tế. Tỷ số 16-12 nghiêng về thành phố Bến Tre. Chỉ còn những điểm cuối ở set đấu này. Wow! Một pha phát bóng tấn công không thành công của Bến Tre, thành phố Bến Tre. Quyền phát bóng đang nghiêng về Sở Giáo dục. Tỷ số 13-16. Bắt bước một tốt. Dứt điểm. Bóng vẫn còn đang trong sân. Một pha phòng thủ một tay nhưng tình hình vẫn còn đang kiểm soát được và thành phố Bến Tre dứt điểm. Vẫn còn. Wow, một pha phản xạ cực kỳ ngầu. Và tiếp tục dứt điểm. Ra ngoài. Đây là set đấu thứ hai rồi bạn ơi, set đấu thứ hai rồi. Set đấu đầu tiên thành phố Bến Tre đạt chiến thắng nha. Tỷ số bây giờ là 17-13 nghiêng về thành phố Bến Tre. Sở Giáo dục dứt điểm. Không thành công, dứt điểm ra ngoài. Cao lên. Cao lên. Tỷ số 18-13 nghiêng về thành phố Bến Tre. Mình đang theo dõi là set đấu thứ hai nha. Hả? Đang bình luận mà. Đang bình luận nè. Rồi trả lời rồi. Sở Giáo dục vừa lấy lại được thế trận nhưng mà tinh thần hứng khởi của các cô gái thành phố Bến Tre đang rất là cao. Chúng ta cùng quay lại với set đấu thứ hai nha. Thành phố Bến Tre đang vươn lên dẫn trước với tỷ số là 18-13. Quyền phát bóng đang thuộc về thành phố Bến Tre. Bắt bước một tốt và thành phố Bến Tre đang bắt đầu phản công. Một pha đập bóng dạt biên. Tiếp tục ghi điểm. 19-13. Ở thành phố Bến Tre đang dùng quyền hai người đầu tiên. Một vận động viên có chiều cao khá tốt. Để xem Sở Giáo dục có phát bóng ra ngoài. Sở Giáo dục điểm thuộc về Sở Giáo dục 14-19. Đang có những áp lực trên sân và không khí ở trên sân đang rất là nóng. Bỏ lỗ. Phòng thủ thành công và bắt đầu phản công ở thành phố Bến Tre. Lỗi kỹ thuật. Điểm số 20. Đây là điểm match point. Phát bóng tấn công không thành công. Sở Giáo dục đang giữ quyền phát bóng. Tỷ số 15-20. Nếu có những tình huống bất ngờ là xảy ra không dứt điểm. Ghi điểm trực tiếp. Điểm số cuối cùng thuộc về thành phố Bến Tre.